Thảo xin chào lại quý cô chú anh chị các bạn đang xem kênh ABC Family Fun Share Vlog của Thảo nha. Hôm nay Thảo làm mứt khóm dẻo, mềm, thơm ngon, lên màu đẹp, rất là ngon và bảo quản được lâu. Và cách Thảo làm mứt khóm dẻo này không cần nước vôi trong hoặc là nước phèn chua. Thảo mời cả nhà vào bếp làm cùng với Thảo nha. Đây, Thảo sử dụng là hai trái khóm loại vừa. Chọn những trái khóm đều nhau để cho ra những lát mứt khóm sẽ nhỏ vừa và dễ cầm khi thưởng thức món mứt khóm này. Và bây giờ Thảo sẽ gọt vỏ, rồi sau đó Thảo sẽ khứa những cái mứt khóm bỏ đi nha. Hai trái khóm này lúc mà chưa sơ chế thì nó 2kg ngoài. Khi nào mà mình làm xong hết rồi, bỏ vỏ rồi, bỏ mắt khóm rồi, bỏ cùi khóm á, thì lúc đó mình cân mới chính xác, rồi lúc đó mình mới biết là trọng lượng để mà cho đường vào ướp ha. Thảo đã làm sạch khóm rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ khoanh những cái lát khóm như vậy nha. Rồi các bạn cứ một trái khóm như vậy, Thảo lấy khoảng tầm là 6 miếng hoặc là 5 miếng. Và cái khoanh khóm Thảo lấy kích cỡ như vậy nè. Như vậy là vừa. Thảo dùng cái dụng cụ này ha. Thảo lấy cái cùi khóm ra luôn nè. Rất là dễ dàng luôn. Cái này bán rất nhiều trong chợ. Và những miếng kia cũng làm tương tự như vậy ha. Bây giờ làm xong rồi nè. Ở đây Thảo chuẩn bị một thau nước, 2 lít rưỡi nước và một muỗng canh muối. Và cộng vào là hai trái chanh. Mứt của Thảo làm không có nước vôi trong hoặc là nước phèn chua. Thảo sử dụng chanh thay thế cho hai cái nguyên liệu đó. Quả cho ra miếng mứt rất là dẻo trong và ngon nữa. Khi nặn chanh vào trong nước rồi thì bây giờ Thảo sẽ khuấy cho cái muối nó hòa vào cái hỗn hợp nước này luôn nha. Đến Thảo cho những lát khóm vào trong nước chanh muối này nha. Rồi mình sẽ ngâm ở đây khoảng tầm từ 4 đến 6 giờ. Thời gian thì ngâm lâu hơn cũng được. Và lúc này sau 6 giờ Thảo sẽ đem khóm đi rửa sạch qua 3 lần nước nha. Và lúc này sau khi khóm đã rửa xong rồi, Thảo sẽ cho vào trong máy sấy. Và Thảo sẽ sấy ở đây khoảng tầm 2 giờ, các bạn có thể phơi nắng ha. Thảo thì vào mùa đông rồi, không có nắng. Phơi khóm sao cho nó ráo đều miếng khóm là được. Trong miếng khóm nó rất là nhiều nước, mình cần phơi hoặc sấy khô như vậy á, thì lúc mà mình ngâm đường á, nó sẽ giảm bớt lại nước rất là nhiều. Trên mức nó sẽ đạt được miếng mức nó dẻo ngon nha. Cái của Thảo á, có đúng một nhiệt độ thôi, chỉ cần bấm nút xuống rồi sấy. Này khóm sau khi sấy trong máy 2 giờ rồi nè, Thảo đem ra ha, cho các bạn xem. Cái miếng khóm nó khô ráo luôn rồi nè. Khi Thảo sấy xong, Thảo cân lại khóm á, thì trọng lượng được 1kg nha các bạn. 1kg khóm thì Thảo ướp là 600g đường. Thảo sẽ sắp một lớp khóm trước, rồi Thảo sẽ cho vào một lớp đường. Và cứ tiếp tục như vậy đến hết những miếng khóm còn lại nha các bạn.
Bây giờ Thảo đã ướp đường hết vào trong khóm rồi. Mình sẽ ướp khóm trong đường khi nào mà tan hết đường hoặc là qua đêm. Này sau vài giờ đường nó tan bớt một chút thì Thảo sẽ chở cái miếng khóm cho nó đều mặt ha, cho nó thấm đều đường vào trong các miếng khóm. Lấy những miếng khóm bên dưới đưa lên bên trên và những miếng khóm bên trên đưa xuống bên dưới. Nếu như các bạn có thời gian thì cứ vài giờ mình cứ chở một lần như vậy ha. Bây giờ khóm của Thảo đã ướp trong đường một ngày một đêm nè. Đem ra thì nó đã thấm đều miếng khóm rồi. Và miếng khóm nó đã thấm đường và Thảo cho các bạn xem nè. Khóm nó thấm đường trong veo luôn nè. Khóm ướp đường như vậy thì nó đã đạt rồi nha các bạn. Mình đem khóm đi sên. Bắt lên hai cái nồi ha. Và Thảo sử dụng ở lửa cao trung bình. Thì Thảo sẽ cho nước đường vào trước. Rồi mình sẽ sắp khóm vào sau. Và cái nồi bên kia thì mình cũng sắp khóm tương tự như vậy nha các bạn. Cho nước đường vào xăm sắp mặt khóm là được, đừng có nhiều đường quá ha các bạn. Mình xem đến lúc này á, cái nước đường á, nó sôi lên như vậy thì giảm xuống lửa trung bình nha. Và trở đều các miếng khóm. Cứ vài phút các bạn trở một lần giùm mình ha. Lúc này nước đường nó cạn dần á, Thảo giảm xuống lửa nhỏ vừa nha. Tiếp tục mình trở khóm như vậy. Mình trở khóm đều như vậy thì miếng khóm nó dễ thẩm thấu đường hơn nha các bạn. Cứ vài phút các bạn trở một lần. Cái này là cái nồi thứ hai nè, thì Thảo cũng làm tương tự như vậy á. Lúc này miếng khóm đã thấm đường nhiều rồi nè, Thảo giảm xuống lửa nhỏ nhất. Và mình cứ xên và mình cứ trở đều những miếng khóm như vậy. Trong miếng khóm lúc này khá là ngon luôn ha các bạn ha. Nhưng mà nó vẫn chưa có đạt. Tại vì phía trong chính giữa đó nó còn tươi lắm. Mình phải làm sao cho nó trong giống như cái vành khóm luôn. Và lúc này đây các bạn thấy miếng khóm của Thảo nó trong đều chưa nè. Khá là ngon ha. Bây giờ thì sẽ tắt lửa lúc này luôn nha các bạn. Rồi mình cũng trở đều những miếng khóm đều tay hơn. Bởi vì lúc này khi tắt lửa đó thì cái nồi nó cũng vẫn còn nóng á. Mứt khóm của Thảo làm ra bảo quản ăn rất lâu, khoảng tầm 4 tháng. Lưu ý các bạn để vào trong ngăn mát tủ lạnh nha. Và sau khi tắt lửa Thảo cũng trở đều những miếng khóm như vậy thêm vài lần nữa. Đến khi miếng khóm nó hơi ấm ấm thì mình sẽ đem vào trong máy sấy nha. Sấy cho nó ráo, còn không thì các bạn không cần sấy cũng được. Nó muốn cái miếng khóm nó ráo một chút thì lúc mình ăn mình cầm nó ít dính đường hơn. Lúc này miếng khóm nó còn ấm ấm nè, Thảo sẽ đem những miếng khóm cho vào máy sấy nha. Không có máy sấy thì các bạn phơi nắng, không phơi nắng thì các bạn dùng quạt, các bạn hong cho nó khô ráo cũng được. Rồi bây giờ Thảo sẽ sắp đều những miếng khóm vào trong máy sấy nha. Thảo sẽ sấy ở đây là 1:30. Thì tùy theo máy sấy của các bạn ha, thấy khô ráo mặt là được. Vì cái máy sấy của Thảo á, chỉ có đúng một nhiệt độ thôi, cho nên dễ dàng sấy. Bây giờ sau khi đã sấy xong nè, Thảo đem cho ra dĩa rồi. Thảo mời cả nhà cùng thưởng thức miếng khóm dẻo cùng với Thảo nha. Và Thảo sẽ cầm lên cho các bạn xem.
Miếng khóm của Thảo rất là dẻo luôn á. Nhìn cái màu khá là đẹp ha các bạn. Khi mà khách đến nhà mỗi người cầm một miếng ăn vậy á, rất là ngon tuyệt. Mỗi người ăn một miếng như vậy là đủ ha. Rồi lại qua những món mứt khác nữa. Mua những trái khóm á, nhỏ vừa thì mình cho ra miếng mứt rất là vừa tay. Nếu mà mình sấy khô xong á, mình cho vào bao ha. Mình bao mỗi miếng lại vào thì mình ăn dần và mình để vào trong cái khay mứt á, nhìn rất là đẹp mắt nha các bạn. Bây giờ Thảo sẽ xé miếng mứt ra để mời các bạn cùng thưởng thức nha. Wow, miếng mứt nó rất là dẻo luôn nè các bạn. Trời ơi, miếng mứt trong khe luôn á, nó vàng ươm, ăn rất là ngon luôn á. Mùi thơm cũng thoang thoảng bay lên mũi Thảo. Bây giờ Thảo sẽ thưởng thức ngay cái món mứt khóm này nha. Miếng mứt cắn vào sừng sực, dẻo, mềm bên trong, rất là thơm ngon, ngon luôn các bạn. Và Thảo cảm ơn các bạn đã xem video nha. Chúc các bạn làm thành công món mứt khóm dẻo này nha. Các bạn có câu hỏi nào thì hãy để lại bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau.